Rồi, thưa quý Hằng ơi, Uyên, đây là hình ảnh của bạn Uyên trước kia. Trước khi thực hiện công nghệ là nâng mũi cấu trúc nội soi tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kang U. Và cái dáng mũi trước kia của bạn thì nó cũng giống như là các anh chị em ở châu Á nói riêng và người Việt Nam nói chung thôi. Đó chính là có một cái dáng mũi nó không được cao cho lắm này, sống mũi thì hơi thấp và cái cánh mũi bị to bè sang hai bên. Và cái đầu mũi này thì nhìn nó hơi thô và nó hơi giống đàn ông một tí. Nhưng mà sau khi là qua bàn tay nhào nặn của các bác sĩ có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ thì đã cân đo đong đếm cho bạn một cái dáng mũi là của riêng chính bản thân mình với tiêu chí là Face One Face, không một cái dáng mũi nào giống nhau cả. Các bác sĩ đã thiết kế cho bạn một cái dáng mũi thứ nhất này cao là nhẹ, rất tự nhiên và đẹp luôn. Cái thứ hai rằng là dựng một cái chóp mũi cho bạn có một cái độ cao nhất định để có một cái tiêu chí là 1/3 khuôn mặt đây ạ. Rồi 1/3 khuôn mặt thì lại cực kỳ vàng luôn. Bệnh viện Thẩm mỹ Kang U nha, cam kết rằng là chỉ có tác động đúng cái phần mũi của bạn thôi. Còn phần cằm này, môi rất là xinh này, mắt của bạn là hoàn toàn tự nhiên mà không hề tác động một chút nào nha. Rồi em sẽ cười rồi. Ôi, xinh gái quá, xinh gái nhờ mọi người nhờ. Đó, và khi mà em quyết định tới đây em làm ấy thì trong 1 tháng qua em thấy rằng là mình tự tin hơn nhiều không? Có. Thế là công việc các thứ mình có phát triển hơn không? Có phát triển hơn đúng không? Anh thấy khuôn mặt xinh như này thì thứ nhất này sẽ giúp cho mình là tự tin hơn trong cuộc sống này. Cái thứ hai là mình sẽ gọi là xinh đẹp thì mình sẽ có nhiều cơ hội để có thể làm ăn này, phát triển hơn đúng không? Vâng. Quyên đợt này làm công việc gì hả em? Em ạ? Kiểu em cũng vào đây cũng chỉ chơi thôi ấy. Đi chơi rồi đúng không? Mai lại bắt đầu ra Bắc rồi. À thế hả? Trời, ra Bắc rồi thì chắc phải mất mấy tháng nữa mới được gặp lại Uyên đúng không? Chắc là lâu đấy. Lâu lắm đúng không? Rồi, thì nhân tiện đây trên sóng truyền hình ấy thì em có muốn gửi vài lời động viên cũng cách bạn giống mình có động lực đi làm đẹp không? Mà cho anh hỏi nhỏ chút nha, là em đánh giá một chút là các chị điều dưỡng, y tá, bác sĩ đây phục vụ mình tận tình không nhỉ? Tận tình, chuyên nghiệp ạ. Tận tình, chuyên nghiệp đúng không? Dạ vâng. Mọi người có ai thường gọi điện cho em để nhắc em lịch tới khám rồi làm mọi thứ không em? Dạ có. Có đúng không? Rồi, cảm ơn Uyên rất là nhiều nha. Kính chúc em sắp tới này thì có sức khỏe này và càng ngày càng xinh đẹp hơn để có thể là tự tin hơn cho cuộc sống nha. Rồi, cảm ơn Uyên rất là nhiều.